nhất diệt bình đẳng phổ giác nhất thiết chúng sanh. Câu này có nghĩa là phổ linh nhất thiết chúng sanh bình đẳng thành Phật chi pháp. Ý nghĩa này hay quá. Đức Phật nhìn chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy chúng sanh đều là Bồ Tát. Pháp bình đẳng đấy, đây là thật sự đã giác ngộ. Phàm phu thì thấy Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Từ đó cho thấy trong kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không sai tí nào. Pháp chẳng phải là chân. Nó hoàn toàn do cách nhìn của quý vị. Nếu quý vị thấy tất cả chúng sanh đều là Phật thì tâm của quý vị sáng tỏ, tự tại và thanh tịnh biết bao. Nói cách khác, thanh tịnh bình đẳng giác trong tự tánh của quý vị đã xuất hiện rồi. Tất cả chúng sanh thật sự là Phật chăng? Đúng là Phật. Chúng ta thấy họ không phải là Phật là do chúng ta nhìn nhầm. Phật không nhìn nhầm đâu, đây là sự thật. Vì sao Đức Phật không nhìn nhầm? Bởi Ngài nhìn về tánh. Tánh là bình đẳng. Vì sao chúng ta nhìn sai? Bởi chúng ta nhìn về tướng. Tướng không giống nhau. Người xưa đưa ra ví dụ lấy vàng làm đồ trang sức. Đồ trang sức đều là vàng. Chúng ta thấy như nhẫn, lắc tay, dây chuyền không giống nhau. Nhẫn chẳng phải là lắc tay, lắc tay chẳng phải là dây chuyền. Chúng ta nhìn từ hình tượng. Đức Phật thấy thế nào? Đức Phật thấy đều là vàng ròng. Nhẫn là vàng ròng, lắc tay là vàng ròng, dây chuyền cũng vậy, tất cả đều là vàng ròng. Bình đẳng mà. Chấp tướng thì không thấy tánh, thấy tánh thì không chấp tướng. Nếu chúng ta không chấp tướng, không riêng gì con người, mà muôn sự muôn vật đều là bổn tánh hiện ra, bình đẳng giác hiện tiền. Chấp tướng thì không được, sẽ khác nhau rất nhiều. Trong tâm quý vị vọng niệm sẽ nhiều. Nếu thanh tịnh bình đẳng giả, trong tâm sẽ không có vọng niệm. Không có vọng niệm được lợi ích lớn là chân tự tại. Đức Phật dạy chúng ta phàm phu lục đạo chấp tướng. Pháp giới tứ thánh tuy không chấp tướng, nhưng họ có phân biệt, cho nên cũng chưa thấy tánh. Họ không chấp tướng nhưng có phân biệt, nhất định phải buông bỏ hết phân biệt chấp trước, sau đó mới có thể đạt được không khởi tâm, không động niệm. Đó là thấy tánh. Đức Phật lấy bình đẳng phổ giác, phổ biến giác ngộ tất cả chúng sanh. Chúng ta đem câu này dùng ngôn ngữ hiện nay để giải thích. Đức Phật dùng phương pháp bình đẳng phổ biến giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Như thế mọi người sẽ dễ hiểu, đây gọi là chân từ bi.